Các bạn yêu âm nhạc thân mến, sau những ngày nghỉ lễ, hôm nay Cương Audio Lai Châu tiếp tục giới thiệu với quý vị và các bạn một đôi loa nghe nhạc nổi tiếng đến từ Nhật Bản, đó là đôi loa Diatone DS501. Ở những clip trước, Cương Audio Lai Châu đã giới thiệu với quý vị và các bạn đôi loa DS503. Hôm nay xin giới thiệu với quý vị một đôi loa tiền thân của đôi loa 503, đó là đôi loa DS501. Trước mắt quý vị là toàn cảnh đôi loa Diatone DS501. Đôi loa này cũng 501 này cũng giống như đôi loa DS503. Quý vị nhìn quý vị thấy rất rõ. Đó là nó có sử dụng chép đôm, trung đôm, bát màu vàng và bát 30. Thế là bát 3 tấc, quý vị nhìn thấy. Nó có hai vi tinh chỉnh. Đây điều chỉnh được mid và high, tức là trung và cao. Chép đôm của nó là chép 10 và trung đôm của nó là trung 18. Quý vị nhìn thấy tất cả từ những con ốc trở đi còn đẹp xuất sắc. Từ mặt ở phía trong lưới của nó, kim loại đều còn rất là đẹp. Cái núm đậy che cuộn côn của nó màu vàng. Ở chép đôm cũng như vậy. Và màng của nó cũng là màng màu vàng. Vị thấy rất rõ. Đôi loa này cũng tương đối nặng. Đôi loa này có trọng lượng là 28 kg một thùng. Cả hai chiếc, cả hai bên đều đẹp xuất sắc. Quý vị nhìn, quý vị thấy rất rõ. Không có một vết xước sẹo nào cả. Ở nước ngoài thì những đôi loa Diatone thì thường rất đắt tiền. Đắt tiền, thậm chí đắt tiền hơn cả những loa Pioneer nổi tiếng. Nhưng vì do tùy thị trường, ở Việt Nam chúng ta chuộng loa Pioneer nên là giá thành của loa Pioneer thường bị đội giá lên hơn. Đây là pass của hải quan, tức là khi đi qua hải quan họ dán mã này và họ đánh vạch để quét mã vạch và quản lý để thu tiền. Đây là thông số của nó. 6 ohm, 30W và 100W, đấy là công suất danh định. Một đôi loa đẹp hoàn hảo. Trở kháng 6 ohm, công suất danh định từ 30W đến 100W, nghĩa là trong khoảng từ 30W đến 100W thì quý vị thấy là nó sẽ cho ra được cái âm thanh tốt nhất, hay nhất. Và đặc biệt là đôi loa này nó không kén âm ly. Quý vị có thể sử dụng bất kỳ âm ly nào, âm ly nội địa nào đánh với nó cũng đều có thể ra được chất âm hay. Ở đây tôi có sử dụng một chiếc âm ly rất nổi tiếng của hãng Denon, đó là âm ly PMA 940. Ở dưới tôi sử dụng, đây là cái đầu Sony, còn ở dưới một âm ly tôi để nhưng không sử dụng đấy. Đây là một chiếc âm ly, ở clip sau tôi sẽ giới thiệu chi tiết với quý vị. Quý vị có nhu cầu mua đôi loa này hay âm ly này, xin vui lòng liên hệ với Cương Audio Lai Châu theo số điện thoại 0918 099 388. Xin nhắc lại 0918 099 388. Sau đây chúng ta sẽ test một đoạn để kiểm âm. Quý vị
để ý những tiếng nhạc công guitar miết tay trên dây đàn thì đều lên rõ, rất rõ nét. Những đêm khuya có anh đưa về xóm nhỏ xa lìa ánh đèn, có anh đưa em về bên vậy. Là tiếng của ca sĩ rất rõ nét và dày dặn. Chỉ cần anh thôi còn tin em nữa thôi. Đời vẫn thế em ơi, xin đừng nói đến tình đời. Anh nghĩ rằng đời là gian dối nhưng đôi ta mãi còn. Và bản test này tôi để tương đối nhiều bát một chút để cho quý vị cảm nhận được âm trầm của nó. Mặc dù mở rất nhỏ nhưng tiếng bass rất là nặng, có vẻ hơi lấn lướt giải chung. Chúng ta có thể điều khắc phục được này bằng cách giảm volume bass xuống. Tuy nhiên là dụng ý của tôi muốn để nhiều tiếng bass một chút để quý vị cảm nhận được độ dày dặn trong trung âm của nó. Như vậy quý vị thấy tiếng trung trầm rất tốt. Các em ơi, đôi ngả biết
tìm về đâu. Ngôi nhà đi tìm về đâu. Như vậy là trong đoạn test âm vừa rồi thì quý vị thấy rất rõ là đôi loa Diatone DS501 này có khả năng chơi nhạc vàng cũng rất tốt, và đặc biệt là khi tiết tấu nhanh thì nó cũng thể hiện rất xuất sắc. Vừa rồi trong một cái đoạn liên khúc Tuấn Vũ vừa rồi thì nó chưa phải là những tiết tấu nhanh mạnh nhất, nhưng nó cũng đủ để cho quý vị thấy rất rõ là đôi loa này hoàn toàn kiểm soát tốt ba giải. Như vậy là cái phân tần của nó được thiết kế rất tốt, thêm vào đó là chúng ta đã sử dụng một âm ly cũng tương đối hợp với nó, và cái nguồn phát cũng tương đối tốt, từ tất cả đồng bộ từ dây dọ cho đến nguồn phát cũng như là âm ly thì nó sẽ giúp cho đôi loa nó có điều kiện để nó thể hiện một cách xuất sắc những cái tố chất của nó. Quý vị có nhu cầu mua đôi loa Diatone DS501 này xin liên hệ với Cương Audio Lai Châu theo số điện thoại 0918 099 388, giao hàng toàn quốc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.